Chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đang cầm trên tay chiếc Huawei Hono 4A. Cái máy này là phiên bản sách tay của thị trường Trung Quốc. Thì máy này mặc định nó có sẵn tiếng Việt nhưng lại không có các dịch vụ của Google Play. Thì bên mình vừa đã đi cài cho nó dịch vụ Google Play đầy đủ. Bây giờ mình sẽ download một vài cái chương trình cơ bản về cho các bạn xem là Google Play nó ok nhé. Thì bên mình, dịch vụ bên mình nhận cài đặt ROM tiếng Việt này, Google Play cho các dòng điện thoại sách tay Trung Quốc như Huawei này, Xiaomi, Oppo, Vivo, Xuni, vân vân. Thì các bạn có nhu cầu thì liên hệ bên mình. Ngoài ra bên mình còn unlock SIM, mở mạng, sửa chữa phần mềm tất cả các dòng điện thoại khác. Nên mình sẽ đào cả cái la bàn cây về để gọi tiếng Việt này. Mặc định nó là bàn hình tiếng Trung. Mình sẽ tạm dừng video một chút nhé. Để đợi nó đào xong thì mình sẽ tiếp tục video. Ok, thì đã download xong rồi, mình sẽ tiếp tục video. Đây dinh 13 nhá. Ok này. Tiếp theo mình sẽ thử sang YouTube. Rồi, ok luôn. Đang ở kênh của mình nhá, mình sẽ thử play một cái video nào đấy của trên kênh của mình. Rồi, ok. Search trên Google là Đoàn Áp Zoom sẽ ra bên mình đầu tiên. Đây là cái trang Facebook của bên mình.